Mà co quá, thấy cái lúc lên lúc xuống. Trời ơi, chưa từng thấy à? Chưa từng thấy à? Lôi muốn chết luôn, cái gan ấy đi, gọi cái gà cái chen, gà vô rồi. Ngoài. Nè, nó xé gì nè, rồi thay 5-6 cái mụn rồi đó. Ồ, nè, nó xé gì nè. Ba nó chân, ấy lên cơn chân chạy nó, ấy lấy đập vô xe, gì nè. Bể hết trơn luôn. Ồ, trời. Ê cả nhà ơi, bé này bị quá. Tụi sao nãy thấy nó xuống đâu mày? Đá nè. Bể gì kia mà? Văng vô nhà. Bị bể này. Trời ơi, bể luôn rồi. Dẫn về vô nhà. Ồ. Và Mạnh Thường Quân kia xa bên Úc gửi cho anh 2 triệu. Rồi, bố bác luôn. Dạ, em cũng cảm ơn mấy chị ở bên Úc. À, bên Úc với bên Mỹ. Dạ, với bên Mỹ gửi tiền giúp đỡ cho con em. Đang thấy ấy á, rồi em thấy gì á, em dọn dẹp cho nó, có nó lấy á, nó đập. Trời, tới bể tan nát cả trơn, còn gì ở trong nhà nữa kìa. Mới ấy cái lon bia, chai bia xong rồi là nó đập cái dĩa nữa. Ở đi ha, nó bước cái giò nó lên luôn. Máu chảy gồng gồng, không biết cái tay hay cái giò nữa. Mà thấy máu chảy gồng gồng, người thấy cái tay thì chảy gồng gồng như là khi băng lại, mà không chịu băng. Rứt giục bỏ, la làng lên rồi đập đầu bung 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 nghiệp ổng. Sáng bữa đó ổng ghéo, em cũng tưởng đâu gì không à. Mẹ ơi, qua đây cứu anh ba hỏi cứu gì. À, đợt đó đi cũng 12 giờ chưa à. Cỡ đó ông giận nhớ 12 giờ. Cái nó nói Yến, ngồi nghỉ quậy kìa. Cái bắt đầu nó ngồi vậy nó đùng đùng. Tự nói ơn luôn à. Con nghĩ là mà tại sao đi vậy? Thầy nhiều cũng đi thầy nhiều thầy mà sao không có nói nó bị mà gì. Dạ xin chào cô chú anh chị, Bảnh hôm nay tới nhà của bé hung dữ mà Nhí 13 tuổi. Thì sau khi mà đoạn clip đăng tải lên, mà ngày hôm nay thì Bảnh chia sẻ thật tình luôn, Bảnh rất là muốn đi, mình đi cứu người mình quen rồi. Mình muốn là một cái hoàn cảnh nào đó được người dân giúp đỡ, hay là một cái trường hợp nào đó ai chia sẻ để cho mình hiểu hơn, hay là giúp đỡ một hoàn cảnh đó. Nếu mà ông thầy này tốt thì có thể giúp những trường hợp những bé gái đó tội như thế này chú chị. Chút xíu nữa Bảnh sẽ cho số điện thoại người thầy đó cho chủ nhà tự gọi luôn. Và ngày hôm nay thì cô chú anh chị nhìn đã biết rồi đó, thì Bảnh cũng đã hỗ trợ hôm trước thì 7 triệu và đầu tiên là 2 triệu, nó là chúng ta 9 triệu rồi. Và hôm nay cũng có anh Andy Thái bên Úc có giúp đỡ thêm. Thì theo lời chia sẻ của chú anh chị, nhờ Bảnh là làm một cái lồng như vậy đó, cho nó an toàn, tại vì sợ anh đi làm. Mời chào anh nha. Dạ em chào anh. Sao anh thấy làm cái này ổn không? Dạ ổn. Ổn rồi phải không? Bây giờ dạ. Còn phần nào? Dạ cái này tính ra anh còn hụt. Mua thêm đi ha. Mua thêm. Bây giờ mình lắp làm cái cửa bể ống mơi luôn. Dạ. Mình mở ra thôi. Thẳng qua luôn. Anh làm như vậy là rất là tốt cho người dân ở đây nè, dưỡng mấy đứa nhỏ. Sao vậy nó lên nó đưa giỏng thì nó không làm gì ai. Nếu mà anh muốn ấy nữa anh mua những cái xốp giày á, anh bao hết những cái cột này ha. Dạ. Anh bao hết thì khi nó giận thì nó không, chắc chắn là không ai chọc nó không sao. Cái này tới đây không sao. Thì anh bao bọc hết những cái phần này chắc chắn nó không có leo phải không? Nó sợ phải không? Nó sợ độ cao. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái cô chú anh chị mình nói là ở góc này là bé hay nhìn ra hướng này. Dạ. Là cái chỗ này là ba anh mất lúc trước phải không? Là xưa giờ mình có cúng gì không? Hồi đó có em ấy ở chỗ mà nó cúng rồi chứ rồi. Cúng nhưng mà mình phải cúng mà bằng thờ tổ tiên để mình xin. Dạ. Mình nói là tâm thần nhưng mà nó hay nhìn vô đây nó nói chuyện một mình đó nè. Anh để ý mấy lần đó mà 12 giờ đêm nó ra phải không? Nhầm khi em ngủ quên anh đâu hay nó ra. Thì cái điểm này nè, một là anh lấy cái gì anh phát cho nó sạch sẽ xíu. Dạ đúng rồi, em làm gọi này là em tự em làm hết mà. Tại vì cô chú anh chị cũng nói với em là ở đây anh nên xử lý những cái phần đấy hết luôn. Tại vì cái gốc dừa đó không biết cái gì. Phải xử lý kêu mẹ anh hay là gì đó, bàn thờ cúng gì đó mình thắp hương mình xin cầu nguyện rồi cho nó uống thuốc từ từ. Có khi rồi em sẽ cho cái số điện thoại cho anh là có một người thầy nào đó sẽ liên hệ anh trực tiếp. Một là anh muốn đi thành phố chị hay không là sao? Hay mà anh có đi rồi phải không? Dạ có đi rồi. Lúc trước là em trai của em hỗ trợ là anh có đi 2 chuyến rồi. Mà có bớt giảm không? Về cũng nó uống thuốc vô thì nó đỡ hết thuốc, nó cũng giống như vậy nữa. Nói chung là nặng quá rồi. Tại nó để lâu năm quá nó bị ảnh hưởng nào là stress nè, mẹ nó đi nè. Rồi nó ảnh hưởng về cái mặt
ở đây nữa. Nói chung là người những người xem kênh em cũng có người đã biết là ở đây là có cái gì ở đây nè, chứ không phải giỡn đâu. Dạ đúng. Theo mẹ em cũng có nói với em á, đúng không? Dạ. Hồi đó em thời nhà em thì em không biết nha, là có người bên kia coi là nhà em ở đây nè, là có người ta theo ta giúp đỡ không mà, chứ không có phải phá hại chứ. Có giúp đỡ. Dạ theo cũng nhà anh là... có xuyên tâm giữa không? Dạ. Nhà anh ở trong nhà có xuyên tâm giữa không? Nhà em không có gì trống. Có cây xiên ở giữa không? Cây xiên giữa nhà? Không. Để chút xíu em vô coi coi. Tại vì nói chung là bảnh không biết gì mặt tâm linh hay là gì của chúng chị mà. Cái này là do những cái người mà xem kênh á, thì có những anh chị người ta có kinh nghiệm, người ta nói là nhà có xiên tâm giữa thì hay xảy ra những cái câu chuyện nó không có tốt. Nó là do vị khán giả nói với em thôi, chứ em không có biết về mặt đó. Anh coi như thế nào á, một là mình gỡ ra nếu mà có, thôi thử xem nào. Cây giữa, hình như cây giữa thì có gì. Ta nói cái nền này là rất là tốt, cái nền này người ta theo, người ta độ hộ cho con không mà, chứ người ta không theo phá. Tại đó giờ con ở không có, tánh con ở là hiền chứ không có ác. Tại vì tánh em hồi đó, hồi lúc em ở bên nhà ông và vợ dưới cũng vậy đó, mình đi ra biển á. Rồi thường thường em ở dưới là ai cũng thương em chân á. Với em đi làm vô khi có tiền á, vợ em đưa cho em là em đưa cho người già, người này, người kia chứ. Cái cây cối này hết. Rồi một là mình kiếm cái điểm đó mình cúng giấy, mình làm gì đó, trái cây hay gì đó mình cúng giấy cho con của mình. Dạ. Như hàng tháng hay là hàng tuần hay là ngay ngày gì đó, mình không biết, theo mẹ anh đã biết đó. Mà con của anh nó hay quay mặt với đó rồi nói chuyện cười, đúng không? Đúng rồi, vì nó cũng quay cười. Nó quay ra đó, cái vừa nó nói là ông nội kìa. Nói chung thì anh cũng ớn không, dạ. Tại vì anh không có để ý. Tại hồi đó là ông là ba em mới chồng mất á. Là nó ngoại đi vòng nó như khùng như đi vậy đó, cũng cái đó cũng vậy đó. Tới ngày mà khi ông ra cái vô nạt lên tiếng, nó ngồi chỗ đó hoài luôn, đi đâu đó anh thấy không? Tại sao mình không có xử lý, anh cứ để vậy, cứ nghĩ con mình tâm thần. Nhưng em biết là con anh là có bị tâm lý rất là nặng, nó bệnh rồi, thêm cái phần nói chung là cái này có liên quan nè, cô chú anh chị mình đã xem đã biết rồi. Dạ anh xử lý. Bây giờ phần này anh làm hết bao nhiêu triệu rồi cái này ạ? Hết nhiêu triệu rồi? Cũng gần 6 triệu rồi đó, mà còn thiếu cái này. Là hết tiền chưa? Chưa, còn 6 triệu ngoài nữa. Còn bây giờ còn phần cửa với phần nền. Nền này tao em cho là 5 bao xi măng đi, cát. Thằng Vĩnh nó nói, em hỏi Vĩnh nó nói 5 bao, nếu mà không đủ thì mua thêm, đổ cũng dày luôn. Chơi 6 bao luôn cái gì? Bây giờ em hôm nay em tới đây là chủ yếu là em tới xem anh có làm hay không. Dạ. Tại vì cái tính em rất là rõ ràng. Em giúp kêu làm gì thì anh làm cái đó, làm tốt cho anh thôi, phải là làm việc lại của em. Dạ đúng rồi. Người ta kêu em á là trời ơi mày làm chứ ấy, làm sơ không được, phải làm cho coi được. Người ta kêu 3 cây được mà em làm 5 cây luôn. Nói chung là tôn này tôn dày nè, đứng dày đó. Mát. Em mua. Bây giờ em sẽ thay mặt anh Andy Thái bên Úc gửi cho anh là thêm 2 triệu nữa. Dạ. Ha, mình cố gắng tráng cái nền cho sạch sẽ. Dạ. Rồi mình mua gì đó cho thêm ở đây. Nếu mà có đi làm mình phá lại đi, là nó ở trong này. Dạ. Với lại nó muốn ra ở đây cũng mát mẻ, anh sạch sẽ ở đây. Dạ. Ha. 2 triệu đếm nè. 200, 400, 600, 800, 1 triệu, 2, 4, 6, 8, 10 là 2 triệu. Dạ. Ha, đủ ha. Của anh Tha Andy bên Úc á. Dạ, cho em cảm ơn anh Andy. Andy ở bên Úc luôn. Chúc em đời một ngày mới vui vẻ luôn. Thấy cũng hơi rối á nha, từ khi vợ bỏ hơi rối tâm lý không? Không bị ảnh hưởng không? Cũng không có gì, tại vì lo con không mà, chứ không có nghĩ tới vợ. Còn vợ đi muốn về. Rồi có dự định mà lấy vợ nữa không? Không phải không? Lấy vợ về con mình vậy người ta cũng bỏ đi thôi. Là chắc chắn là ở vậy luôn ha. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 40. 40 ha. Dạ. Vậy quyết định sống với con vậy ha. Dạ. Thì vợ em quay về thì khỏe, nó giữ thì khỏe. Chứ đâu có gì mà đâu. Mà nghĩ có vợ anh có quay về không? Em cũng không biết nữa. Tại vì hồi lúc trước á là nó nuôi bà ngoại, nó về đây rồi nó nói đi làm. Mà bao lâu rồi? Bữa nay mấy năm rồi? Năm sau năm cũng lâu rồi. Thế là hết rồi. Rồi em nói thì đi làm sáng em chở đi cho làm 2 bộ sơ. Để em chở đi luôn. Số tiền thì anh đã nhận đủ, anh cố gắng làm cho bé ha. Dạ. Ha, làm cái việc này nè, hay là anh mua thêm một cái võng nửa tháng, nếu mà nó đi vệ sinh dính đây mình có thể giặt cái này, mình dạ. Thay thế cái mới cho nó. Với mua những cái đồ chơi để trong này cho nó ha. Dạ. Em thấy là anh chưa bao giờ mua đồ chơi, mua đồ mẫu thôi, nó có ném thì không sao, mẹ. Tại vì đồ chơi nó đập bỏ. Anh đừng có đưa điện thoại được rồi. Mình mua đồ chơi mũ thôi, cho nó xem nó giải trí, cho nó hồn nhiên tuổi con nít mà. Nhiều khi có món đồ chơi nó ổn hơn cái thần kinh. Chứ anh để nó đi lên đi xuống, nó đâu có tốt, nó la này nọ. Yeah.
Hôm nay thì bé cũng đã vừa uống thuốc chú anh chị. Thì và em lời nhắn của một anh trai nữa là nếu mà anh uống thời gian đi là một ngày hai buổi sáng chiều đó thì anh cứ để như là thường thường anh cho 7 giờ. Bây giờ anh cho uống trước là 6 giờ đi. Dạ. Anh thử coi. Dạ dạ. Tại vì uống đúng giờ quá sợ nó lờn á. Giờ mình đổi giờ chịch một tiếng đi rồi sáng tiếng kia cũng vậy. Thử coi như thế nào. Rồi, sáng giờ nó quậy quá em cho uống hơn viên đại cho nó ngủ đang làm chuyện. Mà sao hôm qua sáng hôm qua này có quậy không? Có, cũng có quậy luôn. Ngày nào cũng vậy hả? Hôm qua nó đập cái càn trong bể nát hết trơn. Tới nữa hả? Tại vì hôm qua cái ông chú trên đây nè năn nỉ em kêu dục dùm sáo bao vô đá đó dục phỏng nè. Rồi gái cố gắng nha, nói chung là vậy là xong chú chị. Cái này thì nó không có bị gì đâu thì kêu anh trai sẽ mua những cái tấm xốp sẽ bao đó, cái đó em đổ ấy luôn đó. Biết rồi, thì cái chân thì anh đổ vậy nhưng mà cái này phải mua tấm xốp. Mà bé này nó không giận, nó dễ gì đập vô đây, mình đâu ai chọc nó đâu. Bình thường nó đưa giỏng nó thấy mát nó cần ok đó. Ha. Dạ. À, kính thưa tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả cùng quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Bây giờ mạnh cũng đã trao tiền của anh này thì thái rồi. À, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã giúp đỡ cho anh có số tiền hôm trước đã làm được một cái nơi cho bé có thể mà che nắng che mưa. Và theo lời yêu cầu của tất cả cô chú anh chị mình cũng như là Bảnh cho sẽ cho số điện thoại của một người thầy để chủ nhà tự liên hệ, tại vì Bảnh gọi không có được. Và sẽ cho chủ nhà sẽ dọn những cái phần khuôn viên này cho nó sạch sẽ, cho nó thoáng mát ha, những cái dừa đầu anh đốn chặt bớt ha. Dạ. Cho nó sạch sẽ những cái bụi trá cây dừa nước đó dọn cho sạch rồi mình cúng giấy gì đó, nói chung là cứ làm theo đi, bây giờ biết sao giờ ai chỉ gì mình làm nấy. Tại vì lúc trước tháng hạn em cũng dọn sạch trơn, tại tháng mưa em để vậy. Thì sẵn làm này nè, lấy những cái chặt cho nó sạch đi. Dạ. Cho nó sạch, em thấy ra đó nó nhìn u ám quá. Dạ. Giờ theo lời yêu cầu của chú anh chị thì Bảnh sẽ vào trong nhà quay toàn cảnh ngôi nhà của anh trai này. Tại vì nghe trong nhà anh trai nói là có cái xiên tâm ở giữa không. Dạ. Bây giờ nói chung là cô chú anh chị mình cũng đã xem được đoạn clip rồi, cũng đã nói với Bảnh quay hết toàn cảnh như thế nào, coi cái chỉnh sửa được cái gì chỉnh sửa. Dạ dạ. Dạ. Rồi vô nhà cái. Dạ. Bé ngủ chổng hả? Dạ nó ngủ. Nó thức không? Không sao đâu, nó mới ngủ rồi chắc nó cũng đợi. Nhà anh chắc đâu còn gì hả anh? Không còn gì hết, nát hết trơn rồi. Nó đập bây giờ trong lỏng à, còn cái này mà. Đây chú anh chị, nhà của ảnh là gì nè? Không biết, nói chung là Bảnh không có gành gì thế này mà không, để coi này, còn cái này nó kéo rồi đó, giật hoài luôn nè. Cái này nếu mà chỉnh sửa cái nói chung là cái xuyên tâm đâu nào tao, cái nào tao không hiểu. Cái giữa đó hả? Cái này ra. À, cái giữa này à? Nó lệ giữa mà nó đi ngang cái phòng thì nó đi ngang cái giường ngủ nó vẫn lệ nha. Cái này nó gọi là 46 nhưng mà là để quay rồi cho khán giả cũng như là các anh chị có kinh nghiệm á, chú anh chị mình cứ xem cái mái nhà của ảnh như thế này có bị cái gì không, để mà nếu mà được thì Bảnh sẽ hỗ trợ thay cái cây 46 gì đó thay lại chú như là cho nó lợt hơn. Dạ. Chứ để như vậy tội anh nhờ khi chèn ép của bé gái này nè. Dạ. Gì còn nhà hồi xưa cái nhà trước đây Bảnh quay nhà của bé Mụ đúng rồi. Rồi cố gắng đi, nói chung em chỉ chia sẻ tới đây thôi. Dạ. Em cũng, anh thông em, cảm em nha. Cũng cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ. Tại vì bé đang ngủ của chú chị chút xíu bé sẽ thức, nó ngủ thường thường bao nhiêu tiếng? Nhầm khi cũng 2 tiếng cũng có, 1 tiếng mấy cũng có, 12 tiếng mấy cũng có. Chắc này nó mới ngủ đang thấm thuốc. Chứ em chặt trong lỏng chưa hả? Thì hồi đó khác, bây giờ khác. Bây giờ sẵn mình làm cái lồng rồi, này mình làm cho nó luôn, cho nó sạch sẽ thì anh thấy cũng thoáng, anh nhìn ra xong thấy bây giờ nhìn qua xong không thấy ai chứ. Tối ôm mà. Cái nhà mà kỹ nhìn cái mặt trước mà nó bị che hết khuất tầm nhìn này cũng như là u ám, anh hiểu không? Dạ dạ. Anh phải xử lý những cái phần đó cho nó sạch sẽ đi, thì cho nó thoáng. Anh nói đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Nhà mà thấy um tùm toàn là cây cối um tùm không à, giống như nhà hoang không thiệt, nói anh đừng có buồn. Tại vì em cũng thông cảm cho anh, tại vợ bỏ rồi lo đi kiếm cơm, kiếm tiền để nuôi con mà làm đâu có nhiều tiền, con quậy như vậy. Thì cũng phải kiếm khổ chứ không rẻ, dẫn con đi xin thì nó kỳ quá. Anh có chịu đi bán vé số không? Không, em gần chở đi được không? Không, em đi làm được. À, đi làm được, không có đi bán vé số, chứ sức vậy đi bán vé số thì ngại hả? Ngại lắm, mình có sức, tay mình vẫn còn, nặng cái nào em cũng vẫn được mà. Lúc trước em cũng là mốt giác ở trên Sài Gòn, rồi về đây em cũng vẫn là mốt giác nè. Rồi, cảm ơn anh nha. Chứ em đi xin rồi, đi bán vé số, đi xin người ta không được. Thì cũng nói với anh là chú có bằng thiên phải không, mà bé đập nát hết trơn phải không? Nát trơn cái cây đấy. Bây giờ nếu mà có dư gạch không? Không nó có gạch hả? Cái này làm không có gạch. À, làm không có gạch hả? Toàn là xi măng với cát không hả? Mặn cát.
bên kia có bằng thiên, mà đây thôi mình lập cái bằng thiên đi để mình ấy, nó vô cái nhà của nó là riêng rồi. Dạ. Mình kêu nó ở nhà đó con ở đó đó, còn tối con vô ngủ, tối vô nhà này ngủ lại. Tối vô. Thì đó, dạ. Ban ngày cho nó ở đó nó mát rồi đó, dạ, anh thấy một sạch sẽ không? Anh dọn một cái nữa là thoáng, là không khí nó, cái tư duy của bé với là cái đầu óc của bé nó thoáng hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Ung dạ, tùm dạ. Quá nó bị ngộp. Tại em bây giờ gói ly chi chứ mà đó là em dọn sạch hết trơn à. Dạ. Đó hồi đó lúc mà con em còn dưới là nhà cửa em là em còn ơ, nên em còn ơ. Dạ. Đi làm rồi về còn hơ à. Ừ. Em thấy anh cũng là một người cha vĩ đại á nghe. Chăm sóc từ con của mình tới ngày tháng mà anh vẫn bàn tay anh dám làm những cái chuyện đó, anh cũng em cũng nể anh. Là mấy năm nay là không có than thở không ấy gì với ai hết trơn á. Dạ. Tại vì mà lúc đó mà tới đường cùng mới điện anh Quỳnh Xanh thôi. Ừ. Là lúc đó em cũng vẫn trốn, vẫn bỏ đại liều đi làm luôn chứ không có dám đi xin người ta, không lẽ mình với đi xin. Dạ. Kỳ lắm. Dạ. Thà tự cái bản thân tấm lòng mình làm. Dạ anh có điện không sau khi thấy anh đem quay này? Không thấy gì, không thấy điện rồi. Mẹ anh chứ, mẹ của bé chắc thấy chứ sau khi clip này. Nhưng mẹ em không biết, em không biết. Không có gọi phải không? Thôi, không có gọi. Rồi. Ủa rồi ăn chấm muối hả chị? Chấm muối cũng chấm mà đường cũng chấm, bột ngọt cũng chấm, gì cũng ăn hết trơn. À. Thì cũng dễ chịu mà, phải ăn chua hả? Ăn chua. Đó hay, vậy là ok rồi đó, thấy không? Chịu liền thấy không? Chịu liền. Đó, thấy mát nó dễ chịu rồi đó. Thấy có thấy nhà lòng ngoại chưa? Thấy rồi. Thấy ok chưa? Được. Thấy nói chung là em chỉ muốn giúp là như vậy á, cho nó an toàn cho mấy đứa nhỏ này, con của chị, với lại nó không có sợ á. Nhiều khi anh trai đó đi làm á, rồi bé nhà ngồi phơi mưa, cái thứ nhất là bé hay phơi mưa nè của chú chị. Mưa là của chú chị xem những đoạn phim trước của bảnh á. Thì bé không có chịu vô nhà, cứ dầm mưa dậy nắng, ban đêm mưa cũng ra đúng 12 giờ đúng không? Bây giờ đã làm xong cái đó cho mát rồi, em đã nói với anh trai đó sẽ dọn dẹp hết những cái khuôn viên đó cho nó trống, cho nó không khí nó thoáng, nó bị ngột ngạt á. Vậy là thấy mừng cho ảnh ha. Cũng cảm ơn Hoàng Bảnh và cái Mạnh Thường Quân đã trợ cho ảnh. Dạ. Có được cái chỗ đó, đứa mini này cũng an tâm nữa. Trước là chị bị mấy lần? Thì ấy cho nó là dọn dẹp là bị nó quấn à. Bị bọc huyết hết lớn luôn à. Chắc nhiều lần hả chị hả? Út nó còn bị nó quấn hoài chứ gì. Chùm khi cha nó không ở nhà rồi cái tắm rửa cho nó cái đầu cái nó quấn. Nè này nè, hồi đó nằm với võng nè, với võng à. Gị cái đầu xuống cái sưng cục ở đây nè. Nắm tóc xuống luôn hả? Nắm tóc xuống. Trời. Bởi vì như hôm trước cái chị gái kia vừa chạy xe vô đây cái bẻ kiếng xe hết trơn luôn, bẻ mặt đồng hồ xe của chúng chị, nó lấy cái đầu nó cùng một cái một không còn cái gì luôn. Hồi đó cô hai nó cũng vô nè, cái bắt đầu á nó lấy cục gạch á, cục gạch bự gì nè, nó phang. Nó phang mà hên không trúng ai chứ, chúng chúng bẻ đầu. Mới hôm qua hôm kia gì nè. Đi nữa nó cũng là lấy Út nó đi sao, Út nó đi trước. Cái nó lấy cục gạch á, nó liền Út nó mà hên không trúng. Liền bẻ ngấu, rớt xuống bẻ ngấu luôn. Như thường xuyên như vậy hoài cũng đâu có tốt đâu. Bởi vì em nói với ảnh, một là đem bé đi trị và em sẽ cho số điện thoại của bên thầy đó. Tại vì em gọi người ta không có bắt máy. Em sẽ cho chủ nhà tự gọi rồi kích thước như thế nào đó. Tại vì em cũng thấy là tội, một bé gái sinh ra thì mẹ thì bỏ đi theo gái, thì còn một người chồng thì rất là đảm đang, cũng là lo hết những cái công việc như là công việc phụ nữ của con gái của ảnh. Ảnh tự chăm sóc bằng bàn tay của ảnh luôn với chú chị. Thì nói chung là rất là đáng thương cho anh trai đấy đi. Ảnh bị vướng, nếu mà thật sự con bé của anh ấy không bị như vậy thì ảnh có thể đẻ ở nhà gửi những em dâu của mình và ảnh đi làm việc thì nuôi con được luôn, cũng như là gà trống nuôi con. Mà ngặt một cái thì anh trai này bị vướng vào cái kiểu mà con của ảnh là tâm lý không có ổn định mà càng ngày càng nặng. Sau khi chia sẻ đoạn clip thì tất cả của chú anh chị mình xem á, thì cái chú anh chị mình cũng đã nói là chỗ mà nơi mà ông nội đã mắc trên võng á, là cái chỗ đó là bé gái này thường xuyên là ngay cái điểm đó và vây mặt gì đó và nói chuyện những cái lúc 12 giờ đêm. Bởi vì em kêu ảnh là sẽ dọn hết những cái phần đó và mình cúng kiến gì đi để mà mình xin đi cổ quyền gì đó để cho nó có thể nó giảm bớt phần nào. Bà nội cũng có kêu có chỉ đó mà, tại ảnh hơi không có được chú tâm vào cái chuyện đó đó. Hôm trước thì bà nội có chia sẻ với em đó, bà nội nói là nhờ kêu con của bà cô đó đó sẽ làm một cái mâm cơm hay là gì đó để mà cúng giái đi. Nói chung vậy, không phải là mặt người ta mình nói về tâm linh của chú anh chị, mà thường thường thì ở quê người ta hay làm như vậy, mình thử xem như thế nào.
Nhiều khi nó giảm bớt là có khi như một anh trai ở Đồng Tháp, anh đó là anh bị là mấy năm á, nhưng mà nói chung là anh có thuốc uống và anh đã trở lại bình thường rồi. Anh kia là cũng còn hung dữ hơn gì nữa. Dạ. Đó. Ôi. Liền bô bể chưa? Mới bể đồ nữa à? Đó, bô. Hôm bữa chị thấy em trao tiền mà nó ném hai cái không? Dạ. Trời ơi, ơi, nhầm khí nãy nguyên bút một bô luôn đó. Mà nó trội dèo dèo luôn. Phân trong đó luôn à? Dạ. Hồi đó còn nhỏ thì nó không có liền vậy mà nó cầm lên nó hửi. Nó hửi nhầm khí nó bóc liếm luôn. Mà giờ không có cái đó nữa, không trường hợp đó nữa. Mà giờ nó liền. Liền dèo 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 vậy đó. Dạ em cũng thấy mừng cho em bé rồi. Nói chung là em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ tới đây rồi. Em không biết giúp gì hơn nữa. Tại vì mình lo cái chỗ mát mẻ cho bé của chú chị. Nhiều khi ba nó đi rồi mưa gió của chú chị xem những đoạn phim trước rồi. Những đoạn phim mà Mạnh quay trước đó, mưa cỡ nào mưa rồi bé vẫn ra. Đôi khi người cha ngủ quên đó, bé ra ngoài một mình 12 giờ đêm phải ra tới ngồi tới 1-2 giờ mới vô. Trời mưa đâu phải là nó ngồi ở đó không đâu. Nó chạy lên đây nè. Nó dặm từ nhà trước đến nhà sau luôn. Mà đi ngoài sình á. Đi ngoài sình rồi nó dặm vô nhà vậy đó. Chạy vậy đó. Chạy ra chạy vô cái la ban đêm ban hôm thì sao ngủ. Ban ngày cũng vậy, mưa, yêu cầu mưa là nó chạy ra chạy vô vậy đó. Không cho hệ đập đầu. Trời nắng thì nó đưa dẫm hết đó. Còn trời mưa thì chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống á. Rồi không cho vô nhà thì nó đập đầu vậy đó. Chúng cũng khó xử ha. Bây giờ cũng ổn định rồi thì nói chung là làm mát mẻ rồi, em thấy nó thoải mái hơn rồi đó. Dạ. Nó ra nó đưa giọng mà em thấy nó cười hơn, với lại nó sắc mặt nó đỡ hơn. Còn lúc mà ôm tùm á, không có gì che chở, cái cặp mắt nó rất là đỏ nha, rất là hung dữ, nói chung là nhìn là rất là sợ. Nó la dữ lắm, bữa nay là không la nè các chú chị, đặc biệt là hôm nay là không có thấy la một tiếng nào luôn. Chỉ là đi lên đi xuống thôi. Và em nãy nè, em thấy là ảnh cọt cái giọng mới là nó không chịu. Nó phái cái giọng cũ đó. Cái giọng cũ là hình như là xưa để lại hay sao? Không, cái giọng đó là giọng ở trên đây, nhưng giọng nội thì đốt rồi. Rồi gách để mai lại cho nó đó. Hồi trước dân cái giọng nhỏ nhỏ nhưng nó không có chịu giọng bự hay sao á. Rồi thấy vậy thôi mai lại cho nó. Cho nó ngồi. Cách banh chành vậy nó cũng vẫn ngồi, mà cái giọng mới nhỏ quá vậy. Không chịu. Nhưng hồi lặng nó ỉ bô cũng vậy nữa. Bô khác nó đâu chịu đâu. Vậy đó, nó đập bể thì phải mua cái khác. Mà nó không chịu, sau này nó mới chịu đó. Rồi vậy là mấy đứa con này đỡ lo nè, 4 đứa không? 5 đứa. 5 đứa hả? Nhỏ con sao xanh dữ hả? Tại lỡ có rồi để luôn. Lỡ có rồi, chứ bạch quá gia đình đi nha. Rồi vậy. Để chồng đi làm một mình không kịp đâu á. Mà để xanh đứa nào đó nấy cũng đẹp gái, đẹp trai quá ta. Tới tụ trường này 4 đứa vô học rồi. Chà, hơi đuối vậy. Rồi cố gắng cho mấy đứa nhỏ học nha. Rồi cảm ơn chị, thì hôm nay nó cũng đỡ mệt nhiều rồi đó. Nói chung là em đã làm xử lý này xong là đỡ mệt rất là nhiều. Em kêu ổng ấy đó, thì không lẽ đổ hoài lớn rồi, nó cũng lớn rồi đúng không? Xây cái cầu cho nó mà ổng không chịu xây gì trơn, chịu làm hết trơn. Em biết ảnh là nói chung ổng cũng muốn làm nhưng mà ảnh không có được chi phí. Nói thẳng là gì ổng không có tiền, tại vì lâu lâu mới đi làm được một bữa đâu có tiền đâu mà làm, lo ăn gạo muối thôi, lo mua chén với mua ấy thôi không đủ nữa. Thì ổng nó ấy rồi nó không chịu đi rồi sao ấy vậy, kêu con gái mà mình cũng phải xây cầu tắm rồi ấy cho nó, rồi cho nó đàng hoàng chút. Sau này nó lớn lên nữa rồi sao. Thôi nếu mà lớn nữa đưa chạy luôn chứ kiểu này sao chịu nổi. Dạ biết sao nữa, cầu nguyện Phật trời cho nó được bình tĩnh hơn chút. Cho nó đỡ. Có khán giả nói với Bảnh là có thầy nào ở trên Bình Dương đó của chú chị, thì để coi. Để cho gia đình tự liên hệ thì Bảnh cũng công việc rất là nhiều. Bảnh không có thể nào mà dẫn dắt hết tới Bình Dương được. Để cho gia đình tự kết nối rồi đưa dẫn dắt đi đi. Thì tiền thì chắc còn dư rồi. Hồi nãy anh nói cái tiền kia là còn dư hơn 1 triệu, 1 triệu 6. Hồi nãy em mới trao thêm 2 triệu của anh Andy Thái nữa. Thì cũng còn 3 triệu mấy để cái chi phí để mình lên một lần đi. Để cho nói chung là mình phải tin đi. Mình cứ làm hết mình đi. Nói chung sao giờ. Để vậy lo lắng mai mốt nè, nó 13 tuổi thôi mà mình giặt không nổi rồi. Sau này nó 17, 18 nữa ai chịu cho nổi. Càng ngày nó tới ngày nó căng á. Bầu nó làm chuyện này ai chịu nổi, kể cả em còn sợ nữa. Không phải em sợ gì, sợ bé nó tác động mình cũng ngại lắm chứ chị. Sợ thí dụ bé ném đá đi chúng mình rồi mình làm sao, bé nó bị gì mình trách nó đâu có được. Thà mình chạy đi mình cho xong, hay mình chạy mình né đi cho xong chứ mình hơi đâu trách nó. Đúng chứ rồi. Bé không đâu có biết đâu, cái thần kinh bé không ổn định rồi. Chị xem em biết lâu chưa? Biết em lâu chưa? Biết lâu rồi.
thấy coi thấy trên mạng coi đi giúp hoàn cảnh đồ khó khăn quá trời gian nan, thấy lội nước lội đồ ô tá lả chân, bữa nào mê nó coi chân. Và bữa nào coi chân. Chị biết sao không, nhiều khi em cũng bị, nói chung một khán giả hai khán giả thôi nói em đi quay hoàn cảnh gì đâu mà giúp được có 1 triệu à. Chị biết sao không, thì đầu tiên mình đi vô thì đầu tiên thì phải giúp chịu đó rồi từ từ coi Mạnh Thường Quân nó thấy hoàn cảnh gì nó mới giúp nữa chứ đường không đầu tiên ở đâu mà ai biết gì đâu có giúp nhiều. Dạ không lẽ chưa hiểu biết cái câu chuyện như thế nào mà mình quăng tiền vô đó 5-7 triệu đâu rồi. Có biết được trời ta cũng như người ta cũng muốn giúp ta cũng phải tìm hiểu coi làm sao chứ đâu tự nhiên mà từ lợi cái giúp. Dạ. Ta cũng phải đầu tiên thì ta cũng phải bỏ găng nhiêu đó thôi rồi từ từ cái Mạnh Thường Quân có giúp á, thì ta mới giúp nữa như coi hoàn cảnh thật sự vậy đó là ta mới giúp. Quan trọng cái hoàn cảnh đó, nó có duyên với Mạnh Thường Quân có duyên chứ đâu phải mà tự bộ muốn quay cái muốn cho kêu người ta cho đâu có được. Mà ta chị cũng thấy coi không, cái hoàn cảnh mà em đưa lên á, tất cả những hoàn cảnh ai cũng có được giúp, ai cũng giúp hết trơn à, mà hoàn cảnh đưa lên thấy thật sự là có không có giúp tiền không ít nhiều không biết. Tại vì chỉ biết sao, kênh em nhỏ đôi khi em cũng buồn lắm, mình đi quay đã cực khổ rồi mà còn bị người ta nói này nói kia nói tại sao đi quay hỏi quá trời mà tại sao cho có 1 triệu. Trời tôi cũng coi là gian nan, mới coi rồi nữa là trời chú đi quay cũng gian nan cho tiền cái lộn xộn người này nói qua người lợi bắt phải quầy cho lợi thêm 100 đồng quay coi tôi nói hoài gì tôi lấy tội nghiệp chú đó trời trời người ta giúp mà còn bắt người ta tới lui hoài đang quay rồi trời nó ta giúp đỡ mình còn mừng chết luôn rồi bắt đầu nói là... người nói này có tiền bắt đầu người này nói này nữa kia cái bắt quậy trở lại quay nữa trời cũng cực khổ dữ lắm chứ đâu phải mà chị biết sao nhiều khi em đi quay á em không ăn cơm nổi tại vì chạy xe là mấy cây số rồi. 2 tiếng mới tới đây rồi em mệt em chịu uống nước em no rồi về em phải đăng video lên nè rồi phải nghe điện thoại của bên Mạnh Thường Quân để mà nhận tiền về trao cho người nghèo. Nếu trời em... tôi làm cái nghề này cực dữ lắm mà làm dâu trăm trời ơi trời mưa trời gió cái chịch chút cái người ta nói này nữa nọ bởi tôi biết rồi tôi la coi lên thiệt tôi thấy hả đi giúp lội sông lội biển gian nan tôi nói hoài là tội nghiệp chú Bảnh em bị đau bao tử cảnh, nè đau bao tử quá, là đau lưng mà miễn người ta chỉ ở đâu là đi theo đi đó. Thấy cũng chỉ ở chỗ đó chỉ là đi lại tới liền vậy đó nghe hoàn cảnh vậy lại đi lại tới liền đó. Không phải như người ta mà chỉ biết nhiều lần mới leo đâu miễn chỉ là đi đó nói chung là em sẽ sắp xếp tiện đường em đi một chỗ đó tại vì em chạy em phải có tiền xăng nữa rồi em phải xe một chuyến gì đó em đi một như Bạc Liêu hôm nay đi em quay 2 chỗ 3 chỗ rồi em về hồi mai em đi Hậu Giang mốt em đi Cái Sách nói chung là nhiều nơi ra đâu phải mà cái nghề này mà ai mà làm được có duyên làm mới được chứ đâu tự nhiên mà ai muốn làm được thì làm lâu trời mình có cái tâm mình mới đi làm được chứ đâu chứ tự thời nhiên gian mà nhà làm việc không hết nữa bởi vì tại vì sao em này sống từ nhỏ tới lớn em đã biết cái cảnh khổ rồi em từ đáy xã hội em vươn lên em đi làm bình dương 10 mấy năm em biết cái suy nghĩ của tư duy của em đã biết cái công việc người nghèo họ muốn cái gì và lên họ cần của hổm mà lên quay chú Út đó người nào cũng khen trời công nhận chú đó nói chuyện có đạo đức quá trời có tâm tôi là tao có tâm tao mới làm cái nghề này được chứ tự nhiên sao người nào cũng khen chứ người nào cũng nói chuyện bữa hổm quay cảnh đó trời hai chồng bảnh quá trời nói là nói chuyện bảnh quá nói chuyện có tâm quá chứ nhầm người cũng không có nói chuyện được vậy nó là trời chú nói chuyện có tâm quá trời mình có cái tư duy cái suy nghĩ của mình là mình đã trải qua rồi mình hiểu cái cảm giác của người nghèo khổ thì đó bởi vì tôi là đâu phải mà đi làm cái này mà người nào làm cũng được đâu mình có cái tâm đồ đó mới đi làm được chứ mình nói chuyện đồ này kia chứ không biết nói chuyện cũng đi cũng làm cũng không được đó. Nhưng mà tất cả bà con khán giả ở đây Bạc Liêu là biết em nhiều lắm ha, biết nhiều. Miễn giờ mở lên tầng lại coi tối ngày là giúp xem chỗ ha. Này giúp chỗ kia không bởi vì không gài đón xem Út cho nó chưa thấy rồi chiều nay sẽ lên clip chú Út cho nhà mình xem đang coi đó người nóng nói sao thấy chưa lên clip tôi là chắc chưa người ta về người ta còn soạn lại nữa chứ không phải thì tự sao nhiên về nhiều khi tối em làm không kịp em mệt quá nhiều khi em ngủ quên luôn em không có ăn cơm nổi em bao tử nè bị lưng nè rồi coi bên kia mà mẹ bỏ cho bà ngoại đó đó bà ngoại đó bây giờ nhỏ không biết nhỏ đi khám bệnh chưa đi khám rồi không có gì hết trơn không chị. Có gì hả ok nói chung là bé Thanh Thư đó có chú anh chị bây giờ thím nữ xinh coi đẹp coi hết trơn biết hết trơn rồi ở đó là em quay hơi bị nhiều em làm nhà nó vô giúp hơn 100 triệu làm nhà mua xây cái phòng riêng rồi mua điện thoại rồi vô nước sạch nói chung nhiều thứ lắm nó là ngay cho biết bao nhiêu chập luôn biết nhiêu tiền thì cái kênh em nói chung là làm nhà cũng nhiều 10 mấy căn nhà đó nhà tường á là như mình làm cái này mình cũng cực làm khổ lắm làm phước luôn như trước nhất mình cũng đi làm phước chứ giờ như tỷ đi giờ người hoàn cảnh gì mà không có mấy chú đi vậy cũng đâu á cũng là khổ rồi đó như nhỏ này nè như chú không có lợi thì khổ
khổ. Đâu có cái mái che gì đâu cho nó sạch sẽ đâu. Ngồi chờ mưa, ngồi ở ngoài vậy đó. Em làm được cái việc này em rất là mừng. Tại vì nào là tốt cho mấy đứa nhỏ trong xóm nè. Và nó không có đập phá những cái nhà của bà nội nữa. Chú giúp được người vậy chứ cũng chú cũng thiệt. Chú ấy đó. Có phước dữ dằn lắm. Dạ, cảm ơn chị nha.